Hôm nay, ngày 2 tháng 5 năm 2022, thứ hai, tuần thứ ba, mùa phục sinh, năm chẵn. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Stephano đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là của những người tự do, người Cyrene và Alexandria, và những người khác từ xứ Cilicia và Tiểu Á đã nổi dậy. Họ tranh luận với Stephano, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và thánh thần vẫn giúp cho ông nói. Họ xúi giục một số người nói lên rằng, chúng ta đã nghe nó nói những lời lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa. Họ xích động dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ, rồi họ tung đến bắt Stephano điệu tới công nghị. Họ đưa ra những người làm chứng gian nói rằng tên này không ngớt nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và lề luật, vì chúng tôi nghe nó nói rằng ông Giêsu Nazareth sẽ phá nơi này và thay đổi các tập tục Môsê truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong công nghị chăm chú nhìn Stephano, thấy mặt người giống như mặt thiên thần. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Phục cho ai theo đường lối tinh toàn. Dầu vua Chúa hồi lại và buông lời đa kích, tôi tớ Ngài vẫn suy ngẫm về thánh chỉ Ngài, vì các lời nghiêm huân của Ngài là điều con ưa thích. Các thánh chỉ Ngài là những bậc cố vấn của con. Phục cho ai theo đường lối tinh toàn. Con đã trình bày đường lối của con và Chúa nghe con. Xin dạy bảo con các thánh chỉ của Ngài. Xin cho con am hiểu đường lối huân lên của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. Phục cho ai theo đường lối tinh toàn. Xin đưa con xa cách con đường gian dối và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. Phục cho ai theo đường lối tinh toàn. Alleluia, Alleluia. Thầy bởi cha mà ra và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ thầy bỏ thế gian mà về cùng cha. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ. Chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì ngươi đã ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Ngươi là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa là rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Động lực bên trong. Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng Người đã sai đến." Gioan chương 6 câu 29. Suy niệm: thấy đám đông ùn ùn đi tìm mình, Chúa Giêsu không coi đó là dấu hiệu sứ vụ của Ngài đã thành công, bởi vì Chúa thấy rõ động lực nào bên trong thúc đẩy họ tìm Ngài.
họ hăm hở đi tìm Chúa như thế không phải vì yêu mến hay đức tin hay những dấu lạ, mà chỉ vì Ngài đã làm phép lạ cho họ được ăn bánh manê. Chúa Giêsu mời gọi: hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh. Gioan chương 6 câu 27. Động lực thúc đẩy đến với Chúa để có sự sống đời đời như đức tin, đức cậy, đức mến, lời Chúa và Thánh Thể, chứ không phải những động lực trần tục để tồn tại ở đời này như tiền tài, danh vọng, địa vị, tiếng khen. Mời bạn xem xét những động lực nào thúc đẩy bạn đến với Chúa hay làm những công việc trong cuộc sống thường ngày. Bạn có đem lại những giá trị tốt đẹp trong mọi môi trường bạn hiện diện để tôn vinh Chúa không? Liệu có động lực trần tục nào thúc đẩy bạn không thực hiện ý muốn của Chúa không? Một khi khám phá những động lực trần tục đó, bạn hãy tìm phương thế thanh lọc chúng để bạn được thanh thoát, đi theo sát Chúa hơn. Sống lời Chúa, xét mình mỗi ngày để khám phá những động lực sâu xa thúc đẩy những ý nghĩ, lời nói hay hành động của bạn trong ngày sống. Cầu nguyện: lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin Chúa ban. Xin tiếp tục ban ơn giúp con tỉnh thức nhận ra những động lực trần tục tầm thường nơi con, để con thay đổi đời sống nên tốt hơn mỗi ngày theo thánh ý Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Đức mẹ Guadalupe. Dạo tháng 5 1990, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong chân phước cho một người thổ dân Mexico tên là Juan Diego, người được Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Juan Diego là một người thổ dân nghèo sống với người cậu tại làng tên Petlao thuộc ngoại ô thủ đô Mexico vào khoảng thế kỷ thứ 16. Một buổi sáng thứ bảy nọ, trên đường đi đến thánh đường để dự thánh lễ, Juan Diego bỗng nghe có tiếng hát du dương từ trên một ngọn đồi. Anh tiến lại gần và thấy một thiếu nữ xinh đẹp tự xưng là Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ nói với người thổ dân nghèo như sau: ta muốn có một đền thờ được dựng lên tại đây để ta dùng tình thương, niềm cảm thông, sự giúp đỡ và bảo vệ của ta mà bày tỏ Thiên Chúa cho loài người. Con hãy đi gặp vị giám mục Mexico và nói với Ngài rằng ta sai con đến gặp Ngài để bày tỏ ý muốn của ta. Con hãy tin tưởng rằng ta sẽ biết ơn con và ân thưởng cho con. Ta sẽ làm cho con được giàu có và tôn vinh con. Juan đến gặp vị giám mục, nhưng anh ta buồn bã trở về làng vì giám mục không tin lời của anh. Đức Mẹ lại hiện ra cho anh một lần nữa và cũng sai anh mang một sứ điệp như thế đến cho vị giám mục. Nhưng lần thứ hai, dù cho anh có văn này khóc lóc, vị giám mục vẫn một mực không tin. Vị giám mục nói với người thổ dân nghèo rằng nếu Đức Mẹ thực sự muốn điều đó thì xin Ngài hãy bày tỏ một dấu lạ và Ngài bí mật cho người theo dõi. Lần thứ ba, Đức Mẹ lại hiện ra cho Juan Diego, nhưng Ngài bảo anh hãy trở lại vào ngày mai và Ngài sẽ cho vị giám mục một dấu lạ. Ngày hôm sau, Juan Diego không thể đến điểm hẹn với Đức Mẹ được vì anh còn phải đi tìm thầy thuốc cho người cậu đang mắc bệnh. Nhưng khi đi qua ngọn đồi, Juan vẫn được Đức Mẹ hiện ra. Ngài bảo đảm với anh rằng người cậu của anh sẽ được lành bệnh. Và thay vì để Juan tiếp tục lên đường đi Mexico để tìm thầy thuốc, Đức Mẹ đã sai anh đến nơi Ngài hiện ra cho anh lần đầu tiên. Tại đây, Ngài sẽ cho anh những cánh hoa thật đẹp và dấu lạ để mang đến cho vị giám mục. Lúc bấy giờ đang là mùa đông và ngọn đồi nơi Juan được Đức Mẹ hiện ra thường chỉ có những cây cỏ của sa mạc như các loại gai và xương rồng. Thế nhưng hôm đó hoa bỗng nở rộ trong sa mạc. Juan hãy lấy dâng cho Đức Mẹ. Đức Mẹ sờ đến những cánh hoa và bảo anh lấy chiếc áo choàng để đựng hoa mang đến cho vị giám mục. Khi Juan vừa mở chiếc áo choàng ra để lấy hoa cho vị giám mục thì lạ lùng thay, hình ảnh Đức Mẹ đã được in trên chiếc áo của anh. Tin nhờ lời Đức Mẹ, vị giám mục đã tức tốc lên đường đến làng Đức Mẹ để hiện ra cho anh Juan. Ngài nhận thấy người cậu của anh đã được lành bệnh. Các cuộc lành bệnh lạ lùng đã diễn ra từ đó.
Một đền thánh dâng kính Đức Mẹ đã được xây cất để rồi cuối cùng trở thành Vương cung Thánh đường Guadalupe như chúng ta vẫn quen gọi. Trong thánh lễ tôn phong trần phước cho Juan Diego tại đền thánh Guadalupe ngay buổi chiều Chủ nhật khi vừa đến Mexico, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu gọi người dân Mexico hâm nóng lại tinh thần truyền giáo. Truyền giáo theo đúng nghĩa là được sai đi để mang sứ điệp đến cho người khác. Cũng giống như tất cả những ai được diễm phúc gặp Đức Mẹ, chân phước Juan Diego đã được sai đi, phải vất vả nhiều lần và dĩ nhiên với sự giúp đỡ của Đức Mẹ, Juan Diego mới có thể thuyết phục được vị giám mục. Người Kitô từ bản chất là người được sai đi và sứ điệp của họ chính là sứ điệp của yêu thương. Cùng với những cánh hoa dâng tiếng mẹ trong tháng năm này, chúng ta cũng được mời gọi để mang những cánh hoa yêu thương đến cho mọi người. Tình thương, sự giúp đỡ của mẹ dành cho chúng ta cũng phải được chúng ta diễn đạt cao rao qua cuộc sống dạt dào, tình mến đối với mọi người. Bài Trích sách lẽ sống.